Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn luôn là một đối tượng thu hút truyền thông Đặc biệt là những giới đang muốn đánh phá và trông phao Và có thể xuyên tạc đủ mọi lý lẽ và mọi lĩnh vực khác nhau Vừa qua họ lại tiếp tục công kích ông về vấn đề Họ nói rằng không biết sự thật trong vấn đề phát biểu mà ông có nói trước công chúng về những sự việc như vậy hay không. Tuy nhiên theo báo giới họ nói rằng Ngài cựu Tổng thống đã khoe khoang về tài sản và vấn đề kinh doanh của ông khiến cho ông vướng vào rắc rối pháp lý. Và ông vẫn không thể ngưng lại, nhiều người bình luận và nói rằng họ nói như thể ông ấy là một người trẻ con vậy. Và hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ cũng không khác gì trẻ con bởi dựa vào những lời nói trên giới truyền thông và sự bông đùa ở bên ngoài mà có thể dẫn đến những vụ kiện thay vì họ phải hiểu tường tận về những sự việc ở bên trong và có đầy đủ bằng chứng. Họ nói như vậy chẳng khác gì bôi nhọ nền pháp lý của Hoa Kỳ bấy lâu này. Sau một tuần đầy những lùm xùm xung quanh công ty truyền thông mới Trump Media and Technology Group hay còn gọi là TMTG, cựu Tổng thống Donald Trump ông đã nói đó là một nền tảng xã hội cho nhiều người dân mỹ vào đây để mà nói rõ quan điểm của mình và sẵn sàng nói lên sự thật mà không hề bị bịt miệng thì những phe đối lập đánh phá lại thì họ nói rằng ông đang lạm dụng sự quảng bá vi phạm đến quy định của ủy ban giao dịch và chứng khoán sec và nói ông đã sử dụng mưu mẹo trong vấn đề truyền thông để mà thu hút những người tham gia và sử dụng mạng xã hội này. Họ còn nói ông đang mắc vào cái tội lôi kéo và lương gạt để đưa giá cổ phiếu của nền tảng mạng xã hội này tăng cao hơn nữa. Nhiều người hiểu biết hơn một chút thì nhận định rằng đó là vấn đề trong kinh doanh và thậm chí là PR quảng cáo cũng như anh Facebook hay là một nền tảng xã hội nào đó mà thôi. Họ còn nhiều dùng nhiều những thủ thuật khác nhau là dùng cho những tài khoản ảo nữa kia. Nói chi những tài khoản thật ở trên mạng xã hội chứ social của ông Trump. Thế thì nhiều người đặt câu hỏi rằng những tài khoản ảo mà đang sử dụng rộng rãi ở trên những nền tảng xã hội như TikTok hoặc là Facebook thì họ có vi phạm vào đạo luật nào hay không và họ có bị khởi tố hay không? Hay chỉ riêng những gì dính líu đến một cựu tổng thống Donald Trump thì ông ấy sẽ biến thành tất cả mọi sự đều là tội là sự xấu xa hết trước những phe cánh tả và muốn đánh phá lại và ngăn cản con đường tiến đến tòa bạch ốc lần thứ hai của ông khi mà Đảng Cộng Hòa vẫn khăng khăng nhất quyết là ông là ứng cử viên số một cho chức Tổng thống đại diện cho Đảng Cộng Hòa để tái tranh cử lần thứ hai. Họ đang muốn gắn ghép ông thêm một tội nữa là dùng quảng cáo và đang cố gắng quảng bá công ty truyền thông của ông để tăng giá cổ phiếu sau những khó khăn về kiện cáo lùm xùm đủ mọi lĩnh vực liên quan đến chính cá nhân của ông và cả gia đình cũng như là hệ thống kinh doanh của ông bởi tội duy nhất của ông đó là tội muốn vạch trần những âm mưu của ma quỷ âm mưu của thế lực ngầm và tội duy nhất của ông đó là muốn chống lại và đứng đối nghịch với thế lực ngầm và muốn phơi bày sự thật cho người dân mỹ biết khi ông phát biểu và tuyên bố khẳng khái rằng khi mà ông đang nhậm chức tổng thống vào nhiệm kỳ đầu tiên của ông ông sẽ tát cạn đầm lây và những con quái vật ở đầm lây sẽ phải nổi lên để cho mọi người có thể nhìn rõ tường tận về những sự xấu xa của chúng, nhiều người vẫn nói và khẳng định ông sẽ luôn gặp khó khăn và sẽ còn gặp khó khăn nhiều hơn nữa trong bước đường trở lại tòa bạch ốc lần thứ hai của mình sắp tới đây. kính thưa quý của chú bác và quý anh chị tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đồng thanh đưa tên ứng cử viên Tổng thống Donald Trump trở lại các lá phiếu bầu sơ bộ năm 2024 và không cho một tiểu bang nào có quyền cấm đoán cựu Tổng thống và nói rằng ông có liên quan đến vụ bạo loạn quốc hội. Theo phán quyết vào sáng ngày thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2024 đã công bố như vậy. Phán quyết đưa ra một ngày trước ngày thứ Ba vĩ đại Super Steel State thời điểm nhiều tiểu bang đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ các thẩm phán tối cao pháp viện đều cho rằng tiểu bang không được quyền nêu ra một điều khoản trong hiến pháp thời hậu nội chiến để cấm cản ứng cử viên có tên trong lá phiếu quyền hiến định này thuộc về quyền quốc hội liên bang và tòa tối cao chỉ ra ngay sau khi phán quyết được công bố cựu tổng thống trump đã viết trên mạng xã hội nước mỹ thắng lớn Quyết định của tối cao pháp viện chấm dứt các nỗ lực của Colorado, Illinois, Maine và những tiểu bang nào muốn loại Tổng thống Trump ra khỏi phiếu bầu và dùng nỗ lực đủ mọi phương tiện để đánh phá cũng như là cản trở việc ông trở lại tòa vạch ốc lần thứ hai. Cựu Tổng thống Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa vì ông từng muốn đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 khi ông Joe Biden và mọi người đã hiểu rằng những sự việc đã xảy ra vào năm 2020 tại sao lại có những cuộc bầu cử và kết quả bầu cử như vậy. Và cho đến nay, cũng không ít người vẫn đang ca ngợi thể chế mà Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang làm ảnh hưởng sâu rộng trên nền kinh tế Hoa Kỳ và đời sống của người dân Mỹ không chỉ ảnh hưởng trên hợp chủng của Hoa Kỳ mà nó lan rộng trên toàn thế giới nhiều người nói rằng ít biết đặt câu hỏi tại sao một cựu tổng thống như ông donald trump lại bị đánh phá và bị kiện tụng liên tục khiến ông phải mất thời gian và chi trí không tập trung được trong vấn đề bầu cử của mình mà phải đi dự nhiều phiên tòa khác nhau và nhiều loại phiên tòa khác nhau cả về kinh tế chính trị đó là câu hỏi lớn mà nhiều người nói rằng họ đang muốn đánh phá ông và ngăn cản ông. Và điều gì khiến cho họ phải sợ và phải đánh phá ông và không muốn ông trở lại tòa bạch ốc như vậy? Hẳn nhiên, nhiều người cũng hiểu ra vấn đề thời này. Trong tuyên bố mới nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, ông nói rằng nước Mỹ sẽ trở lại khi bước đầu tiên là người dân Mỹ sẽ trở lại việc tôn thờ Thiên Chúa là Thượng Đế mà bấy lâu nay lịch sử cha ông của nước Mỹ đã đưa Thiên Chúa Thượng Đế làm chủ nước Mỹ không phải là một con người bình thường. Nếu người dân Mỹ đưa Thiên Chúa trở lại và đó là tôn giáo duy nhất mà người dân Mỹ biết rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng và Ngài sẽ chúc phúc như thời vua Salomon trong Kinh Thánh Cựu Ước đã nói về sự khôn ngoan và thời thịnh vượng của vua Salomon. Tổng thư ký tiểu bang Colorado Jenna Richford bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết của tòa tối cao tuy bà đành công nhận cựu Cô Tổng thống Trump là ứng cử viên hội đủ điều kiện trong vòng sơ bộ bầu Tổng thống năm 2024 ở Colorado. Vụ sự cựu Tổng thống Roy Trump mà nhiều tiểu bang bày ra đã khiến cho tối cao pháp viện phải đưa thẳng tu chính án thứ 44 từ sau nội chiến Hoa Kỳ để ngăn cản không cho cựu dân cử tham gia nổi loạn và giải thích rõ về vấn đề là một đương nhiệm cựu tổng thống của hợp chủng quốc hoa kỳ thì những tòa cấp tiểu bang không có quyền ngăn cản sự tiến bước của những ứng cử viên mà đại diện hàng đầu từ một đảng phái họ đã đưa ra để ứng cử tối cao pháp viện nói rõ là tiểu bang có quyền ngăn không cho ứng cử viên ở các chức vụ tiểu bang ra tranh cử nhưng không có quyền hạn thực thi điều khoản trong hiến pháp cho các chức vụ liên bang, đặc biệt là chức vụ tổng thống. Nếu không có một diễn biến gì bất thường mà chỉ là những cuộc bỏ phiếu bình thường và từng người dân họ sẽ trả lời họ đang cần ai là người đứng đầu hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ sau nhiệm kỳ tổng thống cho vài đợt. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng